Dạ vâng, xin mến chào các bác và anh em. Chúc các bác và anh em luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặt hái được nhiều thắng lợi. Trong video hôm nay, điện tử Cao Phong lại giới thiệu và cung cấp đến các bác và toàn thể anh em những tuyệt phẩm, đó là những chiếc cục đẩy hàng bãi xịn thương hiệu rất nổi tiếng Eric. Cục đẩy size 3U, đẩy 3 kênh và đặc biệt cái điểm nhấn là con này tiếng của nó cực kỳ hay luôn. Em nhấn mạnh với các bác là tiếng như rót mật vào tai. Và có chế độ cắt súp trực tiếp từ con đẩy luôn. Hai kênh các bác có thể đánh full và một kênh nếu như các bác gạt sang một bên bằng cái công tắc của phía sau thì các bác có thể đánh súp, nó đã cắt súp sẵn. Và nếu các bác muốn đánh cả ba kênh đánh full thì các bác lại gạt cái công tắc sang một bên. Lát em sẽ quay về phía sau hướng dẫn cho các bác. Đây con đẩy ba kênh. Đó, Eric. Rất là đẹp luôn, size 3U nhá. Con này khá nặng luôn, nguyên máy của nó tầm khoảng 30 kg. Ba kênh và dòng này thì tiếng của nó quá là hay, tiếng rất là sạch sẽ và chạy cực kỳ là mượt và ổn định. Và một cái điểm nữa là cái hàng bãi xịn nhưng mà phải nói là nó đẹp như mới luôn. Các bác nhìn cái mên vỉ mạch của nó, các bác có thể gần như soi gương được luôn, rất là đẹp. Đấy, mặt phay nhôm size 3U. Hai con. Hai model là một con là A3600 và một con là A2200, tức là hai cái model này là ký hiệu hai model, hai cái kiểu hai số lô ra, hai số lô khác nhau thôi. Chứ còn hai công suất của hai con này là ngang nhau, không khác gì về nhau về công suất cũng như là hình thức, cũng rất là giống nhau. Chỉ có khác mỗi hai ký hiệu là một con A3600 và một con A2200. Nó đều là Eric và đều ba kênh và đều cắt súp, một kênh cắt súp sẵn. Tiếng cực kỳ hay. Lát em sẽ tiến vào gần sát từng con một để các bác cùng chiêm ngưỡng. Thứ nhất em giới thiệu sơ qua là ba kênh này các bác có thể đánh một kênh súp thì các bác có thể đánh một quả súp hơi 50 và hai kênh full thì các bác có thể đánh hai đôi 30. Hai đôi bát 30 cho hai kênh full. Đó, chơi gia đình quá hợp lý luôn. Và chạy quạt gió của nó, chạy quạt gió 24V nhưng mà cực kỳ êm luôn, rất mát. Nên là các bác có thể đánh nhiều giờ, đánh từ sáng trưa, từ trưa đến tối nhưng mà máy lúc nào cũng ổn định và rất là mát luôn. Và mên vỉ của nó quá đẹp luôn. Em nhấn thiệu với các bác là nó sáng, sạch và zin tuyệt đối luôn. Mặt phay nhôm, size 3U, các bác nhìn cái nguồn của nó cao đến nóc, tức là cái nguồn nó rất là ấn tượng rồi. Đấy, cái nguồn biến áp của một con đẩy nó khá là quan trọng. Mấy con này cái nguồn lớn và nguồn dây đồng xịn rồi. Cái dòng này thì chắc chắn là dây đồng xịn rồi. Các bác không bao giờ phải áy náy về nguồn của nó nữa. Nguồn của nó cực chất luôn. Đấy, và tiến vào cái sát vào các bác nhé. Đây các bác nhìn cái mặt phay nhôm này. Ba kênh. Em sẽ có những video test thiết âm. Tiếng con này thì nó cực kỳ hay luôn. Các bác không phải suy nghĩ. Đây là con A2200. Một kênh channel 1, channel 2 và channel 3 thì thiết kế cái kênh này là kênh đánh súp này. Cắt súp sẵn, nhưng ngoài ra các bác nếu gạt ở phía đằng sau sang một cơ vế một bên thì các bác lại có thể đánh full cả ba kênh luôn. Còn nếu các bác gạt sang một bên thì các bác lại đánh súp và con này nó sẽ ve tiếng súp của nó rất là hay rồi. Mặt phay nhôm, size 3U cực kỳ dày và đẹp. Đó, Eric và ba dàn đèn báo khi các bác chơi là nó sẽ chớp sáng ba cái dàn đèn báo này. Rất là đẹp luôn. Đấy là cái mặt tiền con này như vậy nhé, không khác gì nhau. Tức là ba con không khác gì nhau. Các bác nhìn này, rất là đẹp. Con nào cũng cực kỳ đẹp luôn. Đó, mặt phay nhôm. Cái bảng táp lô nằm chính giữa, hai quạt gió mát này các bác nhìn này. Đó, hai giày sách vận chuyển và tiến vào cái nội thất này. Các bác nhìn em quay thật dần này. Nó đẹp như thế này, nó mới như thế này cơ. Đó, các bác nhìn này. Soi gương được luôn. Quá đẹp luôn, quá sạch sẽ. Quay mên vỉ thật dần các bác nhá. Em bao zin sẵn sàng bao zin từng con ốc luôn. Này, đẹp chưa? Rất là đẹp. Và con này nó chạy 12 quả tụ lọc lớn. Không biết 12 hay 16 quả ấy. Rất là nhiều này. Tụ này. Mà tụ của nó toàn tụ 100V thôi. Đấy, ít nhất là 12 quả rồi, nhưng mà em chưa nhìn kỹ 12 hay 16. Có khả năng là 16 hoặc 12 chứ 12. Đây nó khuất được cái tấm vỉ này, em chưa kiểm tra kỹ nhưng mà chắc chắn là 12 rồi. 12 quả tụ lọc cực khủng luôn và tụ bằng phẳng đét luôn. Cái tụ này nha các bác nhá. Nhưng cái quả tụ này mà các bác mua rời bên ngoài nó tầm khoảng khá là đắt tiền đấy, mà phải khó mới tìm được. Nên là con này nó tụ của nó rất là đẹp. Đấy, mên vỉ của nó này cực kỳ mới luôn. Chỉnh điện thoại nét các bác cùng chiêm ngưỡng. Em nhắc lại một lần nữa là con này đã có một kênh cắt súp sẵn. Đó, nhiều bác rất là thích cái đẩy nó cắt súp sẵn. Đó, rất tiện. Và ngoài ra nếu bác muốn đánh full thì các bác có thể gạt sang để đánh cả ba kênh đều đánh full. Quá đẹp luôn. Đây con thứ nhất. Con nào cũng rất là mới. Ông nhìn em quay kỹ cái mên vỉ của nó này. Không khác gì đẩy mới luôn. Con này thì hàng mới, nó không có hàng mới đâu nhé, nó chỉ có hàng bãi thôi. Đấy, rất đẹp và zin. Và sang con thứ hai cũng như vậy nhé.
con nào cũng zin và con nào cũng đẹp. Các nhìn bên vị này, số lượng thông báo với các bác là không có nhiều đấy. Bác nào mà muốn chơi đẩy hay, đẩy chất và đẩy đẹp thì các bác liên hệ với Cao Phong, và giá bán con này là 5.500.000 bao ship, giá đã công khai trong clip và giá này là giá chuẩn nên các bác yên tâm sẽ được tiền nào của đấy, xứng đáng cái đồng tiền bát gạo mà các bác bỏ ra. Với giá thành 5.500.000 bao ship cho một con đẩy 3 kênh mà hàng hãng như này thì các bác yên tâm, quá hợp lý. Đó, mình vỉ bao đẹp xịt xò luôn. Và đây là phía sau nhá, logo Eric này. Đó, hai kênh này kết nối đường vào này và có cả đường link này, Zalo này. Đây là hai kênh sub, hai kênh full này, chuyên full. Đấy, còn kênh này kênh sub này. Nhưng có lưu ý này, các bác gạt công tắc đây này, nó có công tắc này. Bác gạt sang một bên thì cái kênh này nó sẽ chuyển sang cắt sub sẵn, là đánh sub và nó chỉnh cần tần số sub này. Đó, các bác có thể cắt tần số sub này, chỉnh tùy bát, tần số bát cao bát thấp do các bác chỉnh nhá. Thế nên như các bác muốn chuyển kênh này đánh full thì các bác gạt cái công tắc này sang một bên là cả ba kênh nó đều đánh full, rất là hay và rất là tiện. Đấy, kênh sub này cũng có đường vào và đường link. Đó, và đây ra loa này, ra sub này. Đấy, lưu ý em lưu ý với các bác lần nữa này. Công tắc này, công tắc có chữ on off này. Nếu như các bác gạt sang một bên là nó sẽ chuyển sang đánh sub cho một kênh, kênh số 1. Và nếu các bác muốn kênh số 1 này đánh full cùng với hai kênh này, tức là ba kênh đánh full, thì các bác gạt cái công tắc này, quá tiện luôn. Còn đây là hai cái nút này các bác chỉnh tần số sub này. Đó, rất là đẹp. Eric nhá, thương hiệu rất nổi tiếng luôn. Này, con này như vậy nhá, con này cũng tương tự luôn. Tức là hai con công suất này, hình thức này và độ mới độ đẹp là như nhau. Nó chỉ có ký hiệu hai con ra hai hai lô khác nhau, thì nó ký hiệu một con 2002 một con 3006 thôi, công suất tương tự như nhau. Nên là bác có thể 2002 và như 3006 là như nhau, chứ các bác đừng quan niệm là số to nó chất hơn, không phải đâu. Lưu ý với các bác nhé, hai con này tương tự nhau luôn, không khác nhau. Đó, bên vỉ em quay lại một lần nữa các bác ngắm này, nó đẹp như mới luôn. Quay sát điện thoại em chỉnh rất nét, em quay sát các bác nhỉ. Đấy, những con đẩy đẹp như này thì các bác không chần chừ, đấy, không tuột khỏi tầm tay của các bác thì rất là tiếc. Chứ con này thì muôn đời luôn, rất hay. Đó, đẩy Eric thì nó cực kỳ hay, nó đẹp cả cái nắp luôn các bác nhé, tất cả cái khung sườn của bác này rất khá là đẹp. Đấy, máy móc cực kỳ đẹp luôn. Đấy, một lần nữa các bác có nhu cầu về những chiếc cục đẩy Eric size 3U đẩy 3 kênh có cắt súp sẵn một kênh, và nếu không muốn đánh súp thì các bác gạt sang công tắc ở phía đằng sau là 3 kênh đều đánh full, rất là tiện để các bác chơi những quả súp rất là đẹp, thì các bác liên hệ theo hai số điện thoại, cũng là hai số Zalo của Cao Phong 0772260096 và 0368724218. Em giao hàng toàn quốc. Hàng này em bao zin cho các bác và bao đẹp luôn. Tiếng của nó quá hay luôn, nó cực kỳ hay, dòng đẩy Eric thì tiếng hay lắm. Sẽ có những video em test âm. Còn video này em sẽ quay để giới thiệu đến các bác trước về con đẩy này. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Mến chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.